Thế số 1 vô là x1. Số 1 thế số 2 vô. Đúng rồi. X1 là 3 trừ 19 chia 4 là mấy? Trừ 16 phần 4 là trừ 4. X2 là mấy? 3 nhân 2 bình trừ 19 nhân 2 chia 4. Trừ 13 phần 2. Rồi, x1 có phải là u1 không? Hiểu không? Còn x2 là u1 cộng u u2. Rồi giải hệ này ra thôi mấy em. U1 bằng trừ 4. Bây giờ có u1 là 4 rồi. 2 u1. Câu B thôi. Lù, thông minh với ta. Thôi mình giải ra luôn đi. Còn muốn giải thì mình so hai số đó thì nó cũng ra D là 3 phần 2 là nó tăng thêm 1 ngữ. Giải hệ luôn đi. 1 không. Không, nó hiểu, nó hiểu. Ủa Thịnh học chung với Kim Ngân không? Trừ 4 với bằng 2 của D.